Thưa phu nhân, đây là tiểu thư Ngân. Còn đây á là phu nhân Liêu, chủ nhân trước kia của ngôi nhà này. Tiểu thư, hãy ra mắt người đi. Vào đến hào môn mà ăn mặc như vậy, không sợ mấy chán chê đi ra ngoài tìm người khác à? Không ngờ tiếng Việt của bà tốt quá ha. Tiểu thư, phu nhân Liêu á là người giao tiếp rộng rãi, thông thạo rất nhiều thứ tiếng. Cơ ngơi ở Việt Nam á cũng một tay phu nhân gầy dựng đó. Còn cô thì sao? Cô học hết lớp mấy rồi? Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ước mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng Vion.